Vương quốc Anh ngày hôm qua đã công bố một chương trình mới mang tên Nhà cho người Ukraine nhằm tạo điều kiện cho phép những người Ukraine sơ tán được lưu trú tại Anh tối đa trong 3 năm. Theo Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove, chương trình này sẽ cho phép hàng chục nghìn người Ukraine được làm việc, học tập và chăm sóc sức khỏe tại Anh. Theo cơ chế nói trên, công dân Anh nào cho người Ukraine lưu trú tại nhà mình sẽ nhận được mỗi tháng 350 bảng Anh, nhưng phải cam kết cho lưu trú ít nhất 6 tháng, đảm bảo những điều kiện an toàn đối với người lưu trú, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cũng theo Bộ trưởng Nội các Anh, London đã đơn giản hóa quy trình cấp thị thực để người Ukraine sơ tán đủ điều kiện tham gia chương trình này. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 1 tháng 3, khoảng 677.000 người Ukraine đã sơ tán ra nước ngoài kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Từ ngày 10 tháng 2 đến 13 tháng 3, số ca nhiễm hàng ngày được ghi nhận ở Trung Quốc đã tăng từ 7 lên 1.807 ca, ảnh hưởng đến 26 tỉnh và khu vực. Trong đợt dịch lần này, số bệnh nhân không triệu chứng gia tăng rất mạnh. Biến thể Omicron đã thay thế Delta trở thành chủng trội lây lan trong cộng đồng. Trung Quốc mới đây đã phê duyệt 5 sản phẩm tự kiểm tra kháng nguyên COVID-19, tạo điều kiện cho phép người dân tự xét nghiệm kháng nguyên. Điều này cho thấy Trung Quốc đang điều chỉnh chính sách không COVID theo hướng thích ứng với tình hình lây nhiễm lan rộng. Theo các chuyên gia y tế, nếu các biện pháp có hiệu quả, Trung Quốc có thể ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong một tuần và các ca nhiễm được xác nhận sẽ giảm đáng kể trong hai tuần. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong trận chiến chống dịch lần này vì chiến thắng không chỉ là ngăn chặn các ca nhiễm mới mà còn là giảm thiểu tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Trung Quốc. EMSC cho biết tâm chấn động đất ở độ sâu khoảng 40 km. Các khu vực bị ảnh hưởng mạnh là thành phố Padang, Nias Selatan và Gunung Sitoli. Trong khi đó, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển đảo Luzon của Philippines sáng nay. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Nguồn tin cảnh sát cho biết, hung thủ ban đầu bắn vào một người đàn ông 38 tuổi ở khu vực Hạ Manhattan vào sáng 12 tháng 3, khiến người này bị thương. Sau đó, chiều cùng ngày, cảnh sát ở khu vực trên phát hiện một người đàn ông chết trong túi ngủ, người này bị bắn vào đầu và cổ. Qua kiểm tra camera an ninh cho thấy, hung thủ đã nổ súng vào người đàn ông thứ hai vào buổi sáng, ngay sau vụ tấn công đầu tiên. Giới chức New York coi đây là các vụ tấn công vô cảm, đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan nếu có. Trong những năm gần đây, số lượng người vô gia cư ở New York đang ngày một gia tăng. Thị trưởng New York mới đây đã công bố kế hoạch đưa những người vô gia cư khỏi hệ thống đường tàu điện ngầm, nơi nhiều người phải ngủ đêm trong giá lạnh.